Tới gần cậu. Còn dưới. Chưa phải đạp đó, đàng hoàng đi cậu. Đạp ha? Đạp bẹp đó luôn hả? Đạp nhẹ thôi. Mà đạp nó bẹp luôn. Rồi tôi tránh về được. Tránh đi, tránh đi. Dễ thương lắm á. Nghe không? Cậu xong rồi mình thả bạn về lại đồng ruộng mà. Vòng qua cái chừng. Cái càng á. Bây giờ có lẽ cả hai sẽ tiến ra bờ sông hay bờ ruộng để thả mấy chú cua về với thiên nhiên như lời mình đã nói. Cậu xong rồi mình thả bạn về lại đồng ruộng mà. Trở lại cảm giác như hồi xưa chúng ta cũng chơi đồ hàng. Lấy hai cái cục gạch nữa, để hai bên. Đúng rồi cậu. Hồi nhỏ mà chúng ta chơi nhà chòi cũng vậy thôi. Biết hồi lấy còn than không chết nữa.